Những triệu chứng khi xài kem Kone có thể sẽ khiến cho bạn vô cùng hoang mang và lo sợ. Nếu bạn không biết cách xử lý những triệu chứng này, thì có thể khiến cho da mặt bạn hư hỏng mà không thể chữa khỏi được. Hãy xem tiếp video này để bạn biết cách xử lý đúng nếu có những triệu chứng không như mong muốn nhé. Và trong video này, mình cũng sẽ giải thích độ tuổi sử dụng kem Kone nào mới an toàn hơn nhé. Trước khi xem những triệu chứng này, thì bạn xem video phân biệt kem Kone thật giả bên dưới mô tả để xem thứ bạn có mua đúng hàng chính hãng không nhé. Để còn biết được là những triệu chứng sau khi bạn sử dụng kem Kone là triệu chứng của hàng thật hay là triệu chứng của hàng giả nhé. Có những triệu chứng khác lạ khi xài kem Kone có thể khiến cho bạn hoang mang nhiều lắm. Nếu như bạn lần đầu sử dụng kem Kone có thể làm cho bạn hoảng sợ nên, nếu có những triệu chứng không mong muốn, thì bạn cứ bình tĩnh xử lý theo những cách sau nhé. Triệu chứng hầu như ai cũng gặp là bị đỏ da sau vài ngày sử dụng kem Kone. Chắc chắn những ai từng xài kem Kone mà bị đỏ da trong vòng khoảng 1 đến 3 ngày đầu đều có hiện tượng đỏ da, cảm giác nóng rát da mặt, đôi khi hơi ngứa ngáy khó chịu nữa. Nhiều bạn khi cảm thấy da mặt đỏ ửng lên, như bị dị ứng đã rất hốt hoảng gọi điện cho shop. Nhưng bạn hãy nhớ triệu chứng đỏ rát mặt trong vài ngày đầu, sau khi xài kem Kone là bình thường nhé. Nguyên nhân của việc đỏ da mặt sau khi bôi lên mặt chính là do bạn bôi chai nước hoa hồng. Trong chai nước hoa hồng này có các thành phần dưỡng chất khá mạnh, các chất này có chức năng như là tái tạo lại da. Nước của hàng thật Thái Lan có mùi hơi nồng, bôi lên da hơi nóng, vài ngày sau có thể làm cho da bị đỏ rát lên. Tuy nhiên những triệu chứng đỏ da quá mức như sưng húp hết cả mặt, da đỏ một cách quá bất thường kèm theo các triệu chứng khác như đau đớn rát mặt quá mức chịu đựng, nổi mụn nhọt, sinh mủ thì có thể do bạn mua phải kem giả nhái rồi. Triệu chứng thứ hai là da của bạn bị bong ra những vảy li ti. Bản chất của kem là có thể gây bong da. Chính chai nước hoa hồng làm cho da bị rát đỏ, sau đó bong da trong khoảng thời gian từ 5 đến 7 ngày. Trong thời gian bong da thì bạn sẽ thấy da bong ra những vảy li ti giống như bị phể da vào mùa đông vậy. Lúc này da của bạn sắp được tái tạo xong rồi. Khoảng vài ngày sau đó bạn sẽ thấy da đẹp hẳn ra. Nguyên nhân bong da, đỏ rát da là do chai nước hoa hồng gây nên. Nên sau khi bong da rồi thì bạn hãy xài chai nước này ít lại, một tuần xài 2 đến 3 lần là được. Lúc này chủ yếu xài hũ kem dưỡng để dưỡng da cho đẹp thôi. Một số trường hợp xài kem Kone không có hiện tượng gì như không đỏ rát da, không bong da thì có thể do da bạn không hợp với kem Kone này, hoặc do bạn mua nhầm phải hàng giả, vì kem Kone hàng nhái nhiều lắm. Triệu chứng thứ ba là da bị nổi mụn nhiều. Kem Kone có khả năng hỗ trợ trị mụn, ngăn ngừa mụn rất tốt, nên nhiều bạn cứ nghĩ kem Kone là kem trị mụn, nhưng không phải nhé. Kem này chỉ hỗ trợ trị mụn thôi nên nếu da bạn mụn nhiều, thì nên dùng kem chuyên trị mụn. Nhưng nhiều bạn thắc mắc triệu chứng nổi mụn khi xài kem Kone, thì có thể do những nguyên nhân sau. Thứ nhất là do da bạn có mụn sẵn rồi, nên khi xài kem sẽ gom hết cùi mụn lại rồi đào thải mụn sau đó. Nên có thể dùng vài ngày đầu nổi mụn, bạn nên ngừng lại 1-2 ngày rồi xài tiếp. Nếu vẫn bị mụn lại nữa, bị nhiều hơn bình thường thì có thể do bạn không hợp kem này. Khi cơ địa da bạn không hợp với kem Kone thì khả năng bị mụn rất cao, nên bạn hãy dừng bôi kem lại, vì kem không hợp với bạn. Hầu như mỹ phẩm nào cũng có người không hợp dẫn đến bị mụn, chứ không riêng gì kem Kone này. Và khả năng cao triệu chứng khi xài kem Kone bị mụn nữa là do bạn mua nhầm phải hàng giả. Kem Kone này giá rẻ nhưng hiệu quả nên hàng nhái nhiều lắm. Nếu bạn không biết là mình có mua đúng hàng chính hãng của Thái Lan không thì nhắn tin qua Zalo bên dưới video này để shop chỉ cho nhé. Một số triệu chứng quá bất thường không giống như mình đã nói ở trên thì bạn nhắn tin để shop mình tư vấn cho nhé. Da quá nhạy cảm hay mua phải hàng giả là rất nguy hiểm cho da mặt bạn, có khi chữa cả đời cũng không lấy lại được làn da vốn có của mình. Kem Kone vốn rất rẻ tiền, nhưng hiệu quả mang lại thì không thể bàn cãi nữa. Chị em đã đón nhận và sử dụng rộng khắp Việt Nam luôn. Là shop bán kem Kone chính hãng trong nhiều năm, nhận được sự phản hồi của khách hàng mỗi ngày, bên mình vẫn luôn mong muốn tất cả những gì tốt nhất và đẹp nhất cho khách hàng. Vì thế mà khi được hỏi về độ tuổi sử dụng kem Kone là bao nhiêu, thì shop mình khuyên khách trên 18 tuổi hãy dùng. Nhưng tốt nhất thì bạn trên 24 tuổi mới nên dùng kem Kone này. Nhiều bạn học sinh, sinh viên còn trẻ cứ mong muốn dùng kem Kone để cho đẹp da nhưng không nên. Phần vì kem rẻ tiền, phần vì kem có hiệu quả cao nên ai cũng muốn dùng. Vì càng trẻ thì da của bạn vẫn còn chưa phát triển hoàn thiện, nên đôi khi da bạn hơi ngắm, hơi nhiều mụn thì có thể chăm sóc bằng những sản phẩm tự nhiên hơn, an toàn hơn, để da sau này không bị ảnh hưởng nhiều bởi mỹ phẩm. Mình biết ở cái tuổi trẻ đẹp mơn mởn tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, thì ai cũng muốn đẹp hơn, xinh hơn để không bao giờ quên khoảnh khắc của tuổi thanh xuân này. Nhưng lạm dụng mỹ phẩm sớm quá có thể ảnh hưởng đến da về sau này.